6 năm cùng nhau vượt qua giông bão, ngày người thương đi lấy chồng, chàng trai có hành động đẹp. Những câu chuyện liên quan đến người yêu cũ luôn là đề tài được nhiều người quan tâm. Mới đây, một người chị đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô em gái đi lấy chồng lên trang cá nhân cùng dòng trạng thái. Vậy là kết thúc rồi, 6 năm một cuộc tình, 6 năm 6 cái nhẫn, hảo hán người yêu cũ của em gái. Trong clip, nam thanh niên được cho là người yêu cũ của cô dâu, đeo từng chiếc nhẫn lên tay cô gái, rồi cùng cười tươi chụp ảnh. Được biết cả hai yêu nhau đã 6 năm nhưng không thể bước tiếp cùng nhau, đành chọn cách dừng lại trong văn minh. Đến ngày cô cưới, chàng trai đã đem 6 chiếc nhẫn đến tặng quà cưới cho cô, thể hiện sự trân trọng 6 năm thanh xuân của cô dành cho anh. Dẫu gian dở nhưng đã sống trọn từng phút giây thì không còn gì để hối tiếc nữa. Bên dưới đoạn clip, nhiều người đã để lại những lời chúc mừng dành cho cô dâu. Có người lại cho rằng không nên làm như thế vì sẽ khiến chồng hiện tại chạnh lòng. Nói về khoảnh khắc này, chị cô dâu tiết lộ, chú rể còn tươi cười lên bắt tay người yêu cũ của cô dâu và chứng kiến màn tặng quà cưới này nữa. Một số bình luận của cư dân mạng: lúc còn yêu nhau tử tế với nhau thì quá bình thường, chia tay rồi vẫn tử tế với nhau mới là người tử tế thật sự, chúc mừng cô dâu. Phải thật hạnh phúc em nhé, chúc mừng đám cưới. So với 6 năm thanh xuân thì 6 chiếc nhẫn là xứng đáng mà, cùng nhau vượt qua giông bão, nhưng cuối cùng mình vẫn mất nhau. Chắc chắn người đàn ông không quên được người mà mình đã từng thương lâu như vậy được, nhưng mong anh đối xử tốt với cô gái mà anh gặp sau này. Tử tế sau chia tay thì chắc chắn bạn nam này rất quân tử. Xem video lại thấy một bầu trời kỷ niệm nhỉ, sau cùng ai rồi cũng có hạnh phúc riêng của mình. Mình nghĩ chú rể xem được clip này sẽ có chút chạnh lòng đó, dù gì cũng chúc cả hai sẽ có được hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.